chiều nay bộ công an tổ chức lễ khai trương trực tuyến hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo sự tại điểm cầu tỉnh hưng yên có đồng chí đặng ngọc quỳnh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc lễ khai trương đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân khi chính thức được đưa vào khai thác sẽ có tác động tích cực đến nhiều mặt của đất nước giúp giảm chi phí giấy tờ giảm thời gian xác minh và đi lại cho công dân giảm ngân sách nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc lưu hồ sơ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hệ thống quan trọng nhất trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ xây dựng chính phủ điện tử. Từ dữ liệu dân cư, người dân không phải mang bất kỳ loại giấy tờ, cắt giảm chi phí in tài liệu, cán bộ thu nhận không phải đánh máy nhập liệu, tiết kiệm thời gian cho cán bộ thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Đối với hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân để phục vụ việc triển khai, việc cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip, Bộ Công an ban hành thông tư số 06 ngày 23 tháng 1 năm 2021 quy định về mẫu thẻ căn cước công dân. Thẻ căn cước công dân có nhiều điểm mới so với thẻ căn cước cũ, trong đó đáng lưu ý là việc bổ sung chip điện tử, mã QR code phục vụ tích hợp các thông tin liên quan đồng thời thay thế việc lấy vân tay phẳng bằng vân tay lăn nhận dạng khuôn mặt phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng tàng thư phòng chống tội phạm